năm mà số sinh viên nhập học tại cơ sở Đại học FPT tại Thành phố Hồ Chí Minh cũng là cao nhất từ trước đến nay với hơn 5.000 sinh viên. 5.000 sinh viên thì xin gửi lời chúc mừng 5.000 sinh viên khóa 18 của Đại học FPT. Ông cha chúng ta đã hy sinh xương máu để mở mang bờ cõi địa lý. Thì trong cái sự nghiệp toàn cầu hóa hiện nay, trong nền kinh tế hội nhập hiện nay, sứ mệnh của lớp trẻ là mở mang bờ cõi trí tuệ. Và Đại học FPT trong đội hình của Tổ chức Giáo dục FPT sẽ quyết tâm thực hiện được cái sứ mệnh này. Có lẽ cái cuộc sống và công việc nó sẽ cuốn chúng ta đi khắp mọi nơi, nhưng có lẽ những cái trải nghiệm trong cuộc sống, trong công việc nó mới là quan trọng. Và Tổ chức Giáo dục FPT, đặc biệt là trường Đại học FPT, như thầy Tùng đang nói, nó rất nhiều đến trải nghiệm. Kỳ vọng của cha mẹ các con nhé. Lãnh đạo, quý vị khách quý và tất cả các em sinh viên, tôi xin thay mặt ban đào tạo xin giới thiệu thành phần một số các vị chủ nhiệm bộ môn là những người sẽ chịu trách nhiệm chính trong việc dẫn dắt các em